Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 100 tóc cần có ký hiệu là Zozo đến từ sàn Zozo Swap. Con này được chạy trên nền tảng của mạng Polygon Matic nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video mà trong tab support các bạn. Kèo này mình thấy khá là ngon nha các bạn. Quản lý cấp cha đi tiếp nha các bạn. U R cấp cha gì nó mờ quá đi. 5 IC tại mấy cặp cha này chắc không lẫn không lộn mà. Rồi y 5 chết quy chết tại cặp cha sao hoài tại n c thằng này nữa mà sai nữa thôi gọi luôn y m b chấm chấm đúng rồi. Đây là sàn zozoswap.com của nó, các bạn vào tìm hiểu các bạn. Rồi mà bấm vào continue nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi tiếp tục các bạn follow Twitter nè. Hy vọng mình đã có theo dõi dự án này ta. Ok. Các bạn theo dõi trên tờ Twitter của zozoswap các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Sau đó các bạn like và retweet post tăng 3 người bạn nè. Các bạn like nè. Các bạn chấp nhận như tweet nè. Rồi các bạn gõ A cộng này hiện ra những người bạn của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn lưu ý các bạn tweet những người bạn nào thì các bạn tweet thường xuyên các bạn. Để Twitter phát ad của tất cả các bạn đó. Rồi tiếp tục thì các bạn follow minimum nè. Hy vọng là được. Được rồi, à, được rồi. Đây thì thông tin thì các bạn vào đọc các bạn, rồi bạn follow nữa bạn. Ui tại sao mà không được ta? Rồi trên tờ Twitter này các bạn bấm vào follow nha bạn. Chúc mình follow sau. Rồi tiếp tục các bạn boost consumer. Vào. Thông tin thì các bạn đọc các bạn. Rồi vào đây vút thì các bạn chỉ việc bấm vào mũi tên đi lên nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nè các bạn. Vì mình làm cái video chủ yếu là ngắn các bạn nên mình không có truyền tải thông tin hết cho tất cả các bạn được. Rồi, các bạn lướt xa các bạn. Vui lòng chọn ảnh có một chuyến tàu săn ga còn đợi một chuyến tàu nữa. Rồi bạn bấm kiểm tra các bạn. Sao không được ta? Rồi các bạn bấm vuốt nha các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình nó giúp mình. Rồi sau đó các bạn bấm vào một submit detail như thế các bạn. Rồi các bạn bấm done. Rồi tiếp tục các bạn gửi đường link profile tại Twitter của mình. Trên tờ Twitter nhấp Anamata, nhấp vào hồ sơ nè. Nhấp ba cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè các bạn. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi gọi là cho bot nữa. Rồi sau đó các bạn gỡ minimum account. Send you minimum account username hả ta. Rồi nó kêu yêu cầu mình gỡ là cái username minimum mình. Thì các bạn lướt lên kiếm cái minimum các bạn. Các bạn vào đây nè. Rồi các bạn nhấp vào ba chữ quạt đen đen này các bạn. Rồi nha các bạn, vì cái máy mà nếu mình lock minimum không nổi các bạn nhấp vào ảnh avatar nè, đâu được nè. Nhấp ba mục đen đen này, các bạn nhấp vào một ảnh avatar mình thì dưới ảnh avatar mình sẽ thấy được username minimum mình nha các bạn. Rồi các bạn gửi là username cho nó nè các bạn. Rồi. Có cộng đầu tiên nha các bạn, rồi gửi nè. Bạn nào không biết thì kêu chị Google gõ lên Google gõ người ta các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gỡ bức ảnh các bạn đã vuốt nãy nè. Đây là chatbot nè. Rồi sau đó các bạn submit địa chỉ Polygon Matic các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ ETH trên di chúc của cho các bạn nha các bạn. MetaMask các bạn sau đó các bạn tích hợp mạng Polygon Matic vào mạng chatbot. Rồi sau đó bấm vào một account mà để cập nhật từ khoản mình nha các bạn.
distributor đúng nè, minimum đúng nè, địa chỉ đúng nè. Rồi các bạn gì bấm ghép link lên ghép chia sẻ cho bè những cái thằng tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo tôi nhé.